căn phòng ám ảnh. Chào các bạn, mở đầu cho cái công việc review phim mới tuần này thì đây là cái phim đầu tiên. Nói chung là nó cũng hơi ngược vì cái phim này nó không nằm trong cái list phim mà Gen tính đi xem và cũng là con rơi con rớt trong cái list tuần này có gì xem của Gen. Đó là do là có một người bạn thân mời đi coi nên cũng đi xem coi nó thế nào. Tình hình là phim này nó lưng lửng, nó đúng như cái category mà các bạn thấy trên web ở rạp á, kinh dị, tâm lý và hình sự. Kinh dị thì chiếm khoảng 20%, tâm lý thì chiếm khoảng 70%, hình sự thì phần trăm còn lại. Phim có nhiều sự chắp vá, nói chung là nó thế này, có một gia đình thì như bao gia đình khác thôi, có hai đứa con, một trai đã lớn, một gái còn nhỏ. Một hôm thì bà mẹ ru con ngủ, thì con không ngủ, mẹ ngủ trước nha con. Mẹ ngủ xong mẹ đè con ngập thở chết luôn. Vì là một người bình thường nên bà mẹ này mang cái một cái nỗi ám ảnh khá là lớn. Vì thế cả gia đình quyết định dọn tới một cái căn nhà mới ở ngoại ô để thay đổi cái môi trường sống, kiểu như diệp trùng diệp và hợp trùng hợp. Ngôi nhà này trước đây cũng đã từng có một người là ông bố giết đứa con gái của mình. Ông này vì sao giết đứa con gái của mình, và khi mà cái gia đình này chuyển tới thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các bạn ra rạp xem phim thì sẽ rõ. Diễn viên thì đẹp, hình như đứa nào đẹp á cũng đóng vai điên hết. Jane cũng rất là điên. Do là cốt truyện nó cũng lưng lửng, là cái món ăn hơi hủ tiếu mì xíu, tức là trộn giữa tâm lý và kinh dị mà nó không ra cái đám môn gì hết. Phim này Jane chấm 4 điểm. If you like, you can leave a subscriber để nhận thêm nhiều clip của Jane nha.